Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với kênh của chúng tôi. Đừng quên bấm đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn nhé. Và sau đây sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Năm 2020, một nam diễn viên ở Khai Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc bỗng dưng trở nên nổi tiếng vì đóng vai ăn mày. Ở thời điểm đó, anh đã làm công việc này được 9 năm. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, anh cho biết để nhập vai tốt, bản thân đã phải nhịn đói 3 ngày 3 đêm. Lý Kim Cương, 39 tuổi, trước đây làm đầu bếp. Tình cờ anh tìm thấy thông tin tuyển dụng tại khu du lịch Minh Thanh Thượng ở thành phố Khai Phong nên đã tới ứng tuyển. Khi gia đình phát hiện ý định của Lý Kim Cương, mọi người đều phản đối vì vai diễn của anh khi đó là một người ăn xin. Anh cho biết khi xem thông báo tuyển dụng đã rất hào hứng. Tuy công việc không dễ dàng và dễ thu hút ánh nhìn của mọi người, nhưng vì yêu thích nên anh quyết tâm nhận công việc này. Ban đầu anh dự định trở về nhà và tiếp tục làm đầu bếp, nhưng không ngờ vai diễn ăn mày lại khiến anh được nhiều người biết đến. Kể từ đó, anh làm nghề ăn xin đã được hơn 10 năm. Nghe có vẻ dễ dàng nhưng không hề đơn giản. Anh Lee cho biết, ánh mắt của mọi người khi nhìn anh là điều vô cùng ám ảnh và là thử thách không hề nhỏ với bất kỳ diễn viên nào. Khi Lý Kim Cương bước vào ngành, anh đích thân đi theo những người ăn xin thực sự trong 3 ngày, quan sát mọi hành động của họ. Vì không được đào tạo bài bản trên trường lớp, nên Lý Kim Cương nghĩ ra cách theo học trường đời. Anh đi theo họ để biết xin ăn như thế nào, nét mặt phải thể hiện ra sao. Thậm chí anh còn không ngần ngại nhịn đói 3 ngày 3 đêm để có thể diễn đúng nhất. Anh Lý mô tả rằng lúc đó anh ấy thực sự đói đến phát khóc. Nhờ vậy, anh có thể vào vai hoàn toàn nhập tâm. Hiện tại ngoài đóng làm ăn mày, anh còn đối đáp và khiêu vũ và đôi khi nhận một số vai diễn nhỏ ở ngoài. Tại đây, Lý hàng ngày ăn mặc rách rưới, hóa trang xấu xí thành ăn mày thời xưa để mua vui cho khách tới tham quan. Một tay cầm gậy, một tay cầm bát, Lý lang thang khắp khuôn viên khu giải trí. Anh có thể biểu diễn ca hát hoặc chụp ảnh chung nếu khách muốn. Ở những danh lam thắng cảnh đông đúc, du khách đôi khi tưởng Lý Kim Cương là người ăn xin thực sự. Mọi người thường đến và bỏ vào bát của anh 1-2 nhân dân tệ. Thậm chí có du khách thấy anh sống quá khó khăn nên mang đồ ăn đến cho. Lý Kim Cương nhớ lại, tôi đã phải chịu đựng rất nhiều, đặc biệt là lúc đầu gia đình tôi không hiểu. Họ đều nói rằng mất công nuôi tôi ăn học, để rồi lớn lại đi làm ăn xin. Tuy nhiên sau một thời gian dài thuyết phục, cha mẹ cũng dần ủng hộ con trai mình. Khi thanh toán di động chưa phát triển, một ngày Lý Kim Cương có thể xin được 300-400 nhân dân tệ mỗi ngày, khoảng 1-1,3 triệu đồng. Do thói quen thanh toán của người Trung Quốc thay đổi, họ chuyển sang dùng mã QR để thanh toán, thay vì tiền mặt như trước kia, nên số tiền Lý nhận được cũng ít hơn trước. Tuy nhiên thay vào đó, du khách lại cho anh nhiều đồ ăn cũng như nước uống. Tôi nhận hết vì mình đang là ăn xin mà, Lý vui vẻ cho biết. Như vậy, ngoài tiền cát xê, anh còn có thu nhập từ sự ủng hộ của mọi người. Anh Lý cho biết, tôi tự tin vì mình có thể kiếm tiền để mang lại cuộc sống tốt hơn cho gia đình. Bên cạnh đó, công việc của tôi còn có thể mang đến sự giải trí cho khách du lịch. Vì vậy, tôi không quan tâm đến ý kiến của người khác. Hóa thân thành ăn xin thành công nên anh chàng này rất được lòng du khách và thu hút rất nhiều người đến chụp ảnh cùng. Nhờ vậy mà anh chàng cũng kiếm được một số tiền kha khá. Anh đã lập gia đình và tự tin mình có thể gánh vác kinh tế của cả nhà. Sau 9 năm làm nghề ăn xin, Lý Kim Cương không chỉ mua được một căn nhà rộng 123m² ở khu đô thị thành phố Khai Phong mà còn nhiều lần được các công ty khác mời làm việc vì anh ngày càng nổi tiếng. Tôi cảm thấy rất tốt ở đây và lại địa điểm này cũng gần nhà. Vì vậy, tôi chưa có ý định sẽ chuyển đến một nơi khác, chàng trai 39 tuổi chia sẻ. Khi kết hôn, tôi đã hứa với vợ sẽ cho cô ấy một cuộc sống đầy đủ. Hiện chúng tôi đã có con nên tôi phải làm việc chăm chỉ hơn, anh Lý nói. Một số cư dân mạng đã để lại lời bình luận trên Internet ca ngợi sự cống hiến của Lý Kim Cương. Thậm chí có người còn so sánh anh như một ngôi sao mới của làng giải trí. Tránh mua những thực phẩm được đóng gói lại. Một trong những điểm mà bạn cần chú ý đến đầu tiên đó là bạn nên tránh mua thực phẩm đóng gói riêng lẻ, lát cắt nhỏ lẻ, phổ biến là thịt nguội, phô mai, rau củ. Bởi rất có thể những thực phẩm này thuộc loại đã hết hạn hoặc sắp hết hạn. Ngày đóng gói sản phẩm thực sự không tiết lộ cho bạn biết quá nhiều thông tin thật. Vì sao ư?
vì chúng có thể được thay đổi nhiều lần trong ngày mà. Ngay cả thực phẩm tươi trong bao bì cũng thu hút một lượng vi khuẩn vô vàn. Do đó, hoặc là bạn yêu cầu ai đó trong cửa hàng bán đồ ăn và đóng gói thực phẩm trước mặt bạn, hoặc chọn hàng hóa được đóng gói sạch sẽ, uy tín bởi doanh nghiệp lớn. Cảnh giác với salad được trộn sẵn. Khi mua salad làm sẵn, bạn cần chú ý xem món salad đó có nhiều tỏi, gia vị quá không, bởi rất có thể chúng được thêm nhiều vào để ngụy trang hàng hóa không tươi. Những lúc chọn salad, bạn nên lưu ý salad với thịt, cá sẽ hết hạn nhanh hơn so với salad thuần rau, salad trộn dầu, sốt mayonnaise. Cùng với đó, bạn cũng cần để ý xem cửa hàng có tuân thủ biện pháp an toàn với thực phẩm hay không. Ví dụ như món salad được làm sẵn để trên đĩa thủy tinh hay kim loại, thực phẩm dễ bị oxy hóa trong một đĩa kim loại. Mỗi món có một muỗng riêng biệt để gắp, trộn không, hay nhân viên cửa hàng đeo găng tay dùng một lần khi chạm vào thức ăn chứ. Kiểm tra tình trạng bao bì. Nếu bao bì bị biến dạng, nứt, rách, nhàu, đó là dấu hiệu của việc sản phẩm đó bị rơi hay đã khá cũ rồi. Bạn cần cân nhắc khi mua sản phẩm khiếm khuyết như vậy. Kiểm tra hàng hóa cẩn thận, kỹ lưỡng. Nhân viên cửa hàng luôn biết cách trưng bày để làm sao sản phẩm của họ trở nên trông hoàn hảo. Nhưng nhiệm vụ của bạn là hãy check kỹ xem phần sản phẩm nào đã bị che giấu. Ví dụ như ánh sáng trong siêu thị khiến tất cả các miếng thịt trở nên tươi ngon, hoa quả mọng nước. Bạn có thể yêu cầu nhân viên cửa hàng lấy một phần nhỏ để bạn nhìn kỹ hơn, từ đó lựa chọn được thực phẩm tươi ngon nhất. Hãy cẩn trọng với hàng hóa có màu sắc quá rực rỡ. Nhiều người nghĩ rằng thực phẩm màu càng sáng, càng rực rỡ thì càng ngon. Tuy nhiên sự thật là trái cây, rau được trồng ở đất thường có màu đậm hơn, có chút đốm, khuyết điểm mặc dù chúng ngon. Bên cạnh đó không ít người tin rằng phô mai có màu vàng ruộm thì chất béo càng nhiều và vị càng ngon. Nhưng phô mai tự nhiên luôn có màu trắng hoặc vàng nhạt. Màu vàng tươi chỉ có khi được thêm màu mà thôi. Có thể phụ gia màu này vô hại khi chúng được làm từ hạt cây annatto, nhưng màu sắc tươi sáng vẫn không phải là một tiêu chí để lựa chọn phô mai ngon. Lựa chọn nước sốt cà chua cũng vậy, lọ có màu quá sáng, đỏ tươi sẽ hẳn không chuẩn như lọ nước sốt có màu tự nhiên. Đừng lười biếng, hãy cân nhắc và đọc kỹ giá của từng kệ. Để bán được nhiều hàng hóa đắt tiền, các nhà bán lẻ thường đặt sản phẩm ở vị trí vừa tầm với và khu trung tâm nhất. Những sản phẩm này có thể được quảng bá nhiều nhưng không có nghĩa là chúng được làm từ nguyên liệu chất lượng. Ngoài ra, với những hàng hóa gần hết hạn, nhân viên sẽ di chuyển chúng ra phía gần mép ngoài của kệ hàng. Vì thế, theo các chuyên gia, bạn đừng nên lười biếng để tìm được sản phẩm chất lượng tốt, tươi hơn.